Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói tại sao cái lo F712 lại hiệu quả khi kết hợp với S690. S690 nó có những cái gì mà nó hiệu quả cho anh em mình đi làm show. Hôm nay thì mình sẽ giải thích tất cả cho mọi người hiểu. Combo Titan thì không thể thiếu S90 cho anh em làm show nha, đơn giản hiệu quả cực kỳ cao. Anh em không cần mixer, anh em có thể hát được. Anh em xài mixer số, anh em vẫn sử dụng nó được. Nói chung là nó được hết. Chào Quốc Tuấn nha, chào Bạch Tha. Không phải nói gì mà thần thánh gì mà nó rất là hiệu quả cho anh em đi làm, rất là rẻ tiền. Ví dụ mình mua không mua cái con cặp loa mắc tiền, mình mua một cặp loa của chính hãng Bluetooth, mình kết hợp với con S90 thì nó sẽ chưa tới 30 triệu thì đã có một controller, mình làm chủ được thiết bị, mình có thể mình sử dụng cho cái mục đích karaoke, mình làm chuyên nghiệp thì mình không cần sử dụng nó làm sơ số. Còn khi mình hát karaoke bình thường mình sử dụng ở S90. Nói tại sao là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em biết tại sao mà nó hiệu quả. Anh em biết là một con S90 nó có tất lập được tất cả những nhiệm vụ gì mà mình, những cái nhu cầu gì mình thích. Chống hú có nè, controller có nè, tất cả những gì có hết. Chỉ cần sử dụng một con này thôi, không cần mixer sơ dẫn đi làm show, một cái organ hoặc là karaoke bình thường. Organ thì anh em chuyển đổi từ cái cộng mà Canon hoặc là 6 ly thành cái cộng bông sen, thì từ cái đời của mình ra cái nhỏ 6 ly, mình chỉ cần là cộng đầu hoa sen thì sử dụng thôi. Tại sao nó hiệu quả? Đây mình cắm cáp vô đây, mình sẽ kết nối phần mềm đó, cái đó phần mềm. Thì mình sử dụng full này, đây shop là ngõ này, monitor đó. Input là mình có thể là mình cắm cái nhạc cụ bằng YouTube á, vào đây, đây là đờn vẫn được nha, mic thì cắm trực tiếp vô đây nha. Đó anh em, là tại sao mình hiệu quả nè. Ví dụ như đây giờ mình reset tất cả những cái EQ của nó ha, reset tất cả, mình gọi một chương trình mới luôn. Đó anh em nhìn thấy đây, tại sao hiệu quả? Đầu tiên là chương trình nó thẳng băng bất cứ những ngõ ao ngõ ra gì là nó là mặc định mới hết. Rồi khi sử dụng lo titan thì mình đã cân chỉnh chỉnh sửa rất là nhiều, rất là nhiều, nạp chương trình cho nó. Ví dụ như nè, chọn chương trình là lo F712 đó, N5 hoặc là F7V3 hoặc V2PC đó, mình up một cái chương trình vào cho nó. Anh em thấy đây, thì những cái EQ nào mình cần cắt thì mình đã cắt sẵn, ngõ ao như thế nào mình đã cắt, mình đã lấy pha cho nó sẵn, thì cái lo nó kêu bảo đảm mọi người là cực kỳ hay đó. Ví dụ như mình đã canh chỉnh sẵn hết. Ví dụ như là cái full nó tốc độ đi như thế nào, nó kết hợp với cái sub là phải cái pha nó phải như thế nào, delay lại những cái này bao nhiêu, nó bảo vệ lo như thế nào, tại sao hát không hư. Anh em mua một con S60 thì nó kết hợp với lo titan thì mình đã chỉnh sửa từ model. Ví dụ như lo là lo F12 400B nó chỉnh như thế nào, còn cái F712 là chỉnh như thế nào, sub chỉnh như thế nào, đó mình đã căn chỉnh sẵn hết cho anh em. Khi anh em mua về thì anh em làm chủ được thiết bị, những chỗ nào càng lên, những chỗ nào càng xuống mình đã làm sẵn hết. Em mà sử dụng mà đồng bộ combo, đồng bộ combo, chỉ thà mua là một cái con S50 thôi mình tự làm chủ được thiết bị.
mình có thể là mình xem men của anh em, mình có thể bảo hành lo cho anh em được. Lo bảo hành một năm là bình thường, tại vì nó không thể hư. Ít thú. Anh em thấy nè, mình nói đơn giản thôi, phần mic thôi. Cái phần mic nè, nó có nè, hạn chế nè, hạn chế la hét, la lớn nè, quá ngưỡng nè, chống hú nè. Chống hú nè, mình có đây, chống hú đây mình phải tắt được. Ọp luôn. Đó, anh em thấy ọp nè. Em mà sử dụng bảo hành này anh không dám rồi, em là quýnh hả, không thể nào mà tưởng tượng nổi. Đó. Anh em có thể ọp được là làm controller nè. Anh em có thể kết hợp với mixer số là bình thường, Migo cắm trực tiếp vô nó, rồi từ cái ngõ ra của nó mình đưa lên một line lên mixer số. Thì lúc này mình có thử như là đầu tiên những ca sĩ đồ hát thì mình để mixer số. Còn bình thường mình karaoke lúc xỉn nè, mình chỉ mở cái này thôi là hát rất là nhẹ, hát người ta rất là nhẹ, hát người ta rất là dễ chịu. Đó. Thì anh em cần gì nữa, anh em cần EQ đúng không? EQ thì có cho anh em là 16, 15 cần EQ. Đó, EQ nè. EQ nè. Đúng không? Đó, anh em muốn cắt gì đó, HWF, LBF nè, đó, có luôn nè. Anh em cần cái gì? Rồi hai con cái nè, cái đường mux nè là đường riêng. Đó, đường mux là chính riêng, đường mic chính riêng. Nên nó mình chỉnh cái đường mic nó không liên quan với đường mux. Đó. Đặc biệt cái này là có báo hú luôn nè, mình lên mixer phải không, báo hú luôn on. Đó, anh thấy không, hú cái nào mình cắt cái đó, ví dụ nó hú mấy ký nó báo luôn, là thấy không, con này rất là nhiều chức năng nha. Đó, anh em sử dụng sub full nè, kiếm full đi. Đó, khi anh em sử dụng anh em hạ về limiter nè, về 0 dB thì mình quýnh cái ngưỡng nó 0 dB là nó dừng lại. Thì lúc này là đồ của mình không quá ngưỡng được, không hư, khó hư lắm. Không. Mình EQ của nó mình có thể chỉnh ngõ ga nè, HBF nè, mình cắt cho 16 đi. Anh em cũng biết là cắt này nè. Lo 72 mình đã nạp chương trình sẵn, anh em cứ gắn vô là hát. Bảo đảm pha full và súp nó đã ăn rồi. Nên anh em sử dụng, ví dụ như anh em mua lo F72 Bluetooth đồng bộ Titan, mình mua thêm một cái S90 là chỉ là dưới 30 triệu, nhưng mình sẽ hỗ trợ cho anh em là có thể là tặng giải giác cho anh em, hỗ trợ cho anh em có thể là xem anh em quýnh men gì có thể bảo hành cho anh em được. Mình mua lo mình không sợ hư lo, nhưng súp con này quýnh rất là căng. Anh em nào đã sử dụng thì anh biết quýnh súp rất là căng, chả thua một cái controller nào mà giá dưới 10 triệu hết. Em cứ an tâm. Mình vấn đề mà mình bao cho anh em là dưới 10 triệu thì khó con nào ăn nó được. Nó được tính năng là FS nữa. Chống hú có nè, FS có nè. Và echo luôn. Đây là echo. Phần echo nó anh em muốn chỉnh gì đó anh em chỉnh. Đó. Đó, phần gì hoạt anh em muốn chỉnh gì đó chỉnh. Mua một con thiết bị mà lời được nè, echo nè, gì hoạt nè. Limit nè, chống hú nè. Anh em chỉ có mấy triệu thôi, anh em không cần cái gì nữa. Đó, mình đã nói hết cả với anh em là nó hiệu quả thật sự. Anh em nào đã sử dụng loa Titan thì bên mình sẽ bao cho anh em một tuần lễ của S90, đổi trả thoải mái, đem về gắn vô sử dụng. Không ok, anh em cứ trả, dở quá trả, không hiệu quả trả, hiệu quả quá khen. Mà nhưng mình chưa nhận được một cái con S10 nào bị trả lại từ khách hàng, tại vì nó hiệu quả thật sự. Mà cái gì mà hiệu quả thật sự nó mới lấy được thị trường anh em. Con gian này chỉ có 5.500.000 bao đổi trả, bao đổi trả anh em. Là sử dụng mic sơ số mà hú nhiều quá đi khó đi làm quá thì mua thêm con này sẽ hỗ trợ được mic cho anh em. Rất là đơn giản, không có gì khó hết. Cái Migogo của mình cắm lên mixer số bình thường. Còn từ cái ngõ 6 ly của nó, 6 ly của nó mình đi một cộng 6 ly. Mình đi một cộng 6 ly vào cái lỗ mic mic 1. À, xong. Trong cái phần ngõ eo này, mình lấy một ngõ mình truyền lên mixer. Thì mình để nằm im nó đi để secure. Khi nào mình cảm thấy khách mà yếu giọng quá, hát không nổi
thì mình sẽ mở cái tiếng mic đường này, thì anh em sẽ thấy cái hiệu quả của nó như thế nào. Cái 10 thì anh em cứ anh em bỏ đó ngay mức cái mức hú đi, gần tới mấy hú anh em sẽ mở chấm hú lên từng 2 Hz hoặc 4 Hz, anh em cứ ngồi nhịp dò thôi, bấm karaoke cho tao hát, không có đời nào mà tình trạng hú gí bậy hết, đơn giản thôi. Ví dụ như là mic sardine cọt thì mình sử dụng như là anh em ở sen đó, đường sen nó đường aux bộ đường mon mon sen, anh em chỉnh cái gen, cái đầu gen đó xuống về hết gen mic á, thì lúc này cái lai tổng không làm việc, lai tổng nó không làm việc hiệu quả nha. Mình kéo lai tổng xuống trước, lai tổng nó chỉ mở nhạc thôi, thì mình cắm cái đường mà aux á, lấy cọng dây 6 ly aux cắm vô hoặc là mon cắm vô đường này đó. Rồi xong cái đường nhạc á, đường mắt tợ anh em cắm vô đường này, mình cắm vô đường này nha. Lúc này anh em á, một lai tổng là lai nhạc, còn anh em mic thì anh em mở aux sen, aux 1 hoặc là aux 2 hoặc là mon sen. Mình có hướng dẫn trên cái link, khi nào anh em mua mình sẽ gửi cái link qua chi tiết. Con này là full chỉnh tai, full chỉnh tai phần mềm rất là